Đây là con máy AMD GXZ 9000. AMD là viết tắt của từ Akai and Atun, nhưng thực chất linh kiện trong này toàn chỉ là con Akai thôi, không có một cái dấu hiệu gì của Atun cả. Atun thì nó chỉ có chữ D thôi, còn lại còn Akai hết. Con này nó tương đương với lại con Akai 9003. Sorry, nói nhầm, tương đương với con AK 93 ghi băng rất là tuyệt vời. Thử một bản nhạc nhạc trữ tình đi, nhạc sớm luôn với nghe riết còn chán. Bo nó thiết kế rất là kỹ, tầng mạch dưới, tầng trên và tầng mạch dẫn đứng. Tầng này chắc là tầng của con DBX quá, nguồn nó lớn, nguồn to lắm. Chúng ta bấm red play đi. Ok, tải vào số phòng. Chuột tiếng nó mỏng sáp này. Trời còn mây tiếng để lá mơ đẹp này, chuột này, chuột này. Ghi tới số 2, số 3 đỏ là được rồi á. Muốn chép nhiều á, con này muốn chép nhiều chúng ta phải ngược kim đồng hồ cái bass này, còn muốn bass với lại mid dày thì thuận kim đồng hồ. Mình thử này nhé. Đang giăng tiếng phong kiến tuổi chép buồn, đường hoang vắng cho lá chép rồi, buồn, người tìm đến xin gỡ nỗi hờn. Chép rất nhiều à. Trả lại vị trí 50-50 đi. Và người tìm đến giọng hát mơ hồ, đến lúc năm xưa ngày vương âm thầm. Hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người đi nắng phai tàn, gọi tình. Ghi được rồi, nãy nghe táp rồi đấy, chẳng qua là tua lại một xíu cho anh em nghe thử thôi. Chạy rất là êm,
Đầu từ GX đẹp lắm, đẹp lắm. Máy này ghi băng cho những con mặt trắng kim vu phát là ngon. Đẹp, con mặt đẹp, máy móc đẹp. Xin cảm ơn nhé.